Trời ơi, sao hôm nay đem loại cây gai góc này tới đây? Em đố anh nha, ý nghĩa của loài hoa xương rồng là gì vậy? Anh chịu thua. Anh chỉ thấy loài cây này nó gai góc quá. À, loài cây này nó có sức mạnh rất là bền bỉ. Dù sinh trưởng ở thời tiết khắc nghiệt nhưng mà nó vẫn tồn tại được và phát triển tốt, đúng không? Đúng rồi đó. Em tặng cho anh với một cái ý nghĩa là em chúc anh có thật nhiều sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Alo, Bảo Dung nghe. Alo, anh đây. Em đang làm gì vậy? Em đang chơi với Bảo Nhi. Có chuyện gì không anh? À, không có gì. Tại vì hôm nay thấy không có ai tới nhà cắm hoa giùm hết. Hôm nay thì không được đâu. Hôm nay em không tặng hoa cho anh được. Tại sao vậy? Ủa, sao em lại cười? À, hay là anh hết cơ hội để có người lại nhà cắm hoa rồi? Chưa đâu, em sẽ còn tặng hoa cho anh tới khi nào mà em thấy đủ đã. Nhưng mà hôm nay không tặng hoa cho anh được đâu. Ủa sao vậy? Chuyện tế nhị lắm, em không có nói được mà. Thôi đừng có thắc mắc gì cho mệt, tạm biệt anh. Alo, Bảo Dung. Sao gì kỳ vậy? Không lẽ có chuyện gì gấp đến nỗi mà hôm nay không tới nhà mình cắm hoa được? Giờ này cũng còn sớm mà. Bảo Minh. Ủa, em chào anh. Em cho anh hỏi có Bảo Dung ở nhà không? Anh có chuyện cần nói với chị. Xui cho anh rồi, chị hai em không có ở nhà. Em biết chị đi đâu không? Chị hai bồng bé Bảo Nhi đi chơi rồi, mà em cũng không biết đi đâu hết á. Vậy à? Ủa, em đi công chuyện hả? Dạ, em đi giao hàng cho khách. Vậy thôi em đi đi. Dạ, em chào anh. Cảm ơn em. Hai mẹ con đi đâu ta? Con gấu, con gấu nè, con chim non trên cành cây hót líu lo. Bảo Nhi đói bụng chưa? Mẹ ẵm con về bú sữa nha. Ha. Ông Bụt xuất hiện đây. Tè, ta đem tới đồ ăn cho hai mẹ con nè. Trời, sao mà anh biết em ở đây mà kiếm hay vậy? Dễ suy luận thôi mà. Em thì khả năng tới công viên là cao nhất, cho nên anh tới tìm thử. Thấy hay không? Chị Dị Tần hay quá đi à. Thấy hai mẹ con giỡn nhau nãy giờ rồi, đi chạy mua đồ ăn cho hai người nè. Trời, sao anh chu đáo dữ vậy? Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn y, em chừng nào lớn cảm ơn nghe. Sao không lẽ không có tặng hoa cho mới có một ngày ra đây mắng vốn em rồi? Tất nhiên rồi, anh đang có một cái dấu chấm hỏi to đùng ở trong người, cho nên lỡ tới đây rồi trả lời luôn đi, tại sao hôm nay anh không được nhận hoa hả? Thôi đi, có gì đâu mà hỏi, chuyện đó anh phải tự biết chứ, em nói kỳ lắm.
Mà cũng có gì quan trọng đâu. Ừ, cũng không quan trọng đâu. Nhưng hôm nay em không tặng hoa anh, ngược lại anh có hoa tặng cho em. Trời. Sao tự nhiên anh đi tặng hoa hồng cho em vậy? Anh có biết ý nghĩa hoa hồng là cái gì không? Ờ, thì đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà tại em kìa, em mới dạy cho anh ý nghĩa có hai loại hoa à, còn mấy loại hoa khác em chưa có dạy, cho nên anh đâu có biết đâu. Sợ mua mấy cái hoa khác vô nó không đúng ý nghĩa, mua hoa hồng dễ nhất. Hoa hồng á hả, không có hợp với em và anh đâu. Đặc biệt là trong ngày hôm nay nữa, hoa đẹp lắm, nhưng mà em không dám nhận đâu. Thôi mà nhận đi, coi như là hôm nay là ngày của mẹ, anh thay mặt cho bếp Bảo Nhi tặng hoa hồng cho bà mẹ trẻ này được không? Hai con ha. Chú Duy Tân kỳ quá ha con ha. Thôi được rồi, tại bếp Bảo Nhi em mới dám nhận đó nha. Em cảm ơn anh. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Trời ơi, có nhiều chuyện kìa. Thấy mẹ uống nước không được uống nhìn kìa. Có cái này rồi, đồ uống nước nữa hả? Nè, sao anh biết em thích ăn phở ở đây mà đưa em đến vậy? Em chưa có nói với anh lần nào hết mà. Đâu có cần em nói chứ. Tình yêu nó nói hết cho anh biết rồi. Anh còn biết á, em thích bỏ sa tế thiệt nhiều nè, bỏ ớt thiệt cay nè. Còn gì nữa? Không thích ăn chanh. Kể ra ông trời á, ông cũng ác với anh thiệt á. Đáng lý ra anh phải tìm một người vợ tốt hơn em, xứng đáng hơn em mới đúng. Vậy mà nhưng mà em nhìn anh á, em cảm thấy tiếc quá. Mà không lấy anh á thì chắc em cũng không dám lấy ai. Thế tội nghiệp như vậy á, về nhà cho anh đi. Em đã nói với anh rồi, em sẽ không bao giờ khổ vì một người nào hết á. Anh thấy đó, em á thì đã khó chịu rồi, mà gặp má anh á thì còn khó tính hơn em nữa. Em thật sự rất là khó thở, em không chịu nổi, anh có hiểu không? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa hả? Không yêu anh mà em đã đạp đổ tất cả các quy tắc của bản thân rồi hả? Bởi vì khi yêu nhau á, người ta sẽ hy sinh tất cả vì nhau mà. Theo luật á thì đúng là như vậy, nhưng lý trí của em thì quá mạnh, nó không cho phép em tự đày đọa bản thân mình, cho dù đó là ý nghĩa hy sinh. Em đã nhìn thấy rất là nhiều cảnh tượng hy sinh vô nghĩa rồi, em không muốn mình dính vào nữa. Hiểu không? Vậy là chắc em không còn yêu anh nữa rồi. Thôi mệt quá, kệ anh, em đói quá rồi, em ăn đây. Anh sao vậy? Đau đầu quá. Anh à, anh có sao không anh? Hả? Chết rồi. Sao anh sao vậy? Giờ này anh hay bị gì quá. Chết rồi, không được rồi. Anh đợi em nha, để em đưa anh đi bệnh viện. Nè, Sương à, nếu sau này anh không còn sống trên đời á, em có chịu hy sinh vì anh không? Anh nói tụi bậy mà, anh ráng lên đi, để em gọi. Em có chịu hy sinh vì anh không Sương? Em hy sinh hết, anh à, anh ráng lên, ráng lên. Em về nhà với anh nha. Rồi, 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 được rồi, được rồi, em sẽ về. Trời ơi, là bớt bắt máy đi. Anh à, ráng lên nha. Thôi, thôi, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Anh hết đau rồi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Mới vừa đau quằn quại mà. Không biết nữa, sao tự nhiên nó hết đau, chắc anh bị tuột máu á. Nè, anh đừng có nói anh giả bộ anh lừa em nha. Nó ở đâu? Chứ làm sao nữa. Ờ, mà quên nữa, anh á, anh nhiều trò lắm. Nè. Gì? Anh không có lừa em đâu. Nhưng mà nhờ vậy á, anh biết được là em yêu anh cỡ nào. Em hứa rồi nha. Không có hứa gì hết á, đâu có chứng cứ gì đâu nên sùng. Ê, nè, em ác độc quá. Ê, chết, anh đau lại nè. Nè, đừng có giả bộ xạo em nữa. Đau hả? Mà ăn đi. Em mà không về nhà, cái bệnh này nó tái phát hoài luôn đó. Cho tái phát, cho chết luôn.
Chị hai ngủ chưa? Ủa, Bảo Minh à, chị chưa ngủ, vô đây. Ôi, Bảo Nhi, ngủ đi con. Chuyện gì vậy? Nếu chị hai chưa có ngủ á, thì em có chuyện này, em nhờ chị hai tư vấn được không? Chuyện gì mà mặt căng thẳng dữ vậy? Cũng là chuyện của ba mẹ thôi. Ba mẹ lại nhắc em cái vụ cưới vợ rồi sinh con nữa. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao hết á. Có gì đâu, em nói với ba mẹ là em không có muốn kết hôn đi. Còn nếu mà ba mẹ hỏi nữa, em lấy chị ra làm ví dụ nè, là ba mẹ hết quan tâm rồi. Chị hai, chị không có đứng về phía ba mẹ nữa hả? Thời của ba mẹ khác xa thời tụi mình rồi. Kết hôn làm gì? Để tự sát hả? Dạ, em thì không có nghĩ như vậy. Chỉ đơn giản là không yêu, không cưới thôi. Vậy thì cũng tốt. Chị nói thiệt là chị mừng vì em chưa có yêu ai đó. Chết ra em cũng còn là người đàn ông tốt, chưa có làm khổ con gái nhà người ta. Chị hai, sao chị lại nói em như vậy? Em đâu có giống. Không phải thì thôi, cho chị xin lỗi đi. À, hồi chiều anh Duy Tân có tới đây đó. Chị biết rồi. Dạo này em thấy hai người thân thiết với nhau quá ha. Thì chị với ảnh từ xưa giờ là bạn thân rồi mà. Chứ lúc này á, chị thấy anh suy sụp quá, không có ai bên cạnh để khuyên can ảnh hết á. Tự nhiên cái chị thấy chị có trách nhiệm với ảnh. Đúng đó chị. Em thấy dạo này tinh thần của anh Duy Tân cũng đã đỡ hơn rồi. Chứ hồi trước hả, em gọi điện thoại cho ảnh, ảnh còn la em nữa đó. Vậy thì tốt rồi ha. Thôi chị ngủ đi nha, em cũng về phòng đây. Chị hai, hoa này của ai vậy chị? Ủa, cái giỏ hoa này đó hả? Của anh Duy Tân tặng cho chị đó. Mắc cười ghê luôn vậy đó. Anh nói là thay mặt Bảo Nhi tặng cho chị. Vậy hôm nay là nhân ngày của mẹ. Vậy cũng được đó hả? Ngộ quá hả? Sẵn tiền đi ra ngoài em đem nó bỏ giùm chị đi. Em sao vậy? Không có gì. Tại em thấy chị dạo này hơi lạ thôi. Chị lạ, lạ gì chứ? Thì ngày xưa ai mà tặng quà gì cho chị là chị đều nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Vậy mà chị thấy bây giờ mình nên sống thực tế hơn chút. Đúng là chị thích cái giỏ hoa này đó, nhưng mà bây giờ nó đẹp, chứ ngày mai thì nó cũng tàn rồi. Thà bây giờ mình đem bỏ nó đi, để mình còn nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ của nó, đỡ hơn sáng mai thức dậy thấy nó tàn tạ xấu xí đi. Em sao nữa vậy? Dạ không có gì. Để em đem bỏ giùm chị. Chị ngủ ngon. Ngủ ngon.
Ủa má, có gì nhìn má thẫn thờ vậy? Con nè, sao ông Sương nó đi gì mà lâu dữ vậy mà không thấy nó về con? À, thì con thấy cổ hay gọi điện gì hỏi thăm má mà. Cổ đi công tác đâu, tuốt Cà Mau xa lắm, thì chắc chưa xong nên chưa về đó. Thì đúng rồi, nó cũng có gọi điện về cho má. Nhưng mà hãy nó gọi về cái má hỏi chừng nào con về, nó cứ nói nó có việc không mà làm sao. Việc gì mà đi lâu dữ vậy con? À, thì công việc đó là vậy rồi. Nhưng mà con má ở nhà cũng vui mà đúng không? Vui gì mà vui. Nhà đó phải đông đủ mới là vui. Con là chồng mà cứ để cho nó đi vậy hoài là không có được rồi nha. Con biết má lo cho tụi con, nhưng mà thời tụi con bây giờ khác thời của má xa rồi. Tụi con lớn rồi, má để cho tụi con tự quyết định đi. Tụi con biết tự giữ gìn hạnh phúc gia đình mình mà. Thằng cha mày, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tại vì má giữ hạnh phúc cho con, má muốn giúp gì được là má giúp. Má, mai mốt mà tụi Sương có về á, má đừng bắt cổ làm nội trợ nhiều quá nha. Sao vậy? Phụ nữ mà không làm nội trợ làm gì con? Thì tại vì công việc của cổ đi làm bên ngoài nhiều việc rồi, đấu đá căng thẳng lắm. Bắt cổ làm nội trợ nữa con thấy tội nghiệp cổ. Vậy thôi kêu nó ở nhà đi, đừng đi làm. Đâu được, Thu Sương cũng là một phần thu nhập lớn của gia đình này đó. Cổ mà không làm cái gia đình này bộ khó khăn à. Nhưng mà tại con thấy cổ làm nội trợ, đi làm về rồi còn làm nữa, con thấy tội nghiệp quá. À, mà cũng cực thiệt ha. Mà sao riết rồi má thấy con giống như là vợ mà nó là chồng vậy đó. Thằng đâu có rồi má, má nói gì vậy? Con đi làm đàng hoàng mà, chỉ có điều lương con bèo bọt quá, cổ cổ thì cao hơn. Con được có cái là cứ vợ giỏi thôi à. Vậy hả? Vậy là má hiểu rồi. Nếu nó là trụ cột trong gia đình thì má sẽ cư xử khác. Chẳng qua là má sợ nó leo lên đầu lên cổ con. Không có đâu, má đừng có lo chuyện đó. Vậy để con rước cô về nha. Ủa sao rước? Con nói nó đi xa lắm mà. Con quên. Thôi bây giờ vậy, con lên con chuẩn bị đi, rồi chở má đi qua thăm chị Xui. Từ bữa lên tới giờ chưa có thăm chị Xui ngày nào hết trơn á. Dạ. Người yêu của con đó mẹ, người đã giúp đỡ con đó mẹ. Dạ, nghe Trang Anh nhắn chiều về bác. Sức khỏe của bác sao rồi bác? Ok rồi cậu. Thôi mình về nhà rồi nói chuyện nha. Dạ, mời bác ra xe. Mời chị Xui uống nước. Dạ. Uống nước đi con. Dạ. Chị lên khi nào? Sao mà tôi không nghe tụi nhỏ báo tin gì hết trơn vậy? Để tôi qua thăm chị. Dạ, tôi lên mấy bữa rồi. Vậy mà tôi tưởng cháu Thu Sương nó nói với chị rồi chứ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Vụ gì vậy nè? Không lẽ Sĩ Lâm bán đứng mình sao? Thu Sương bị mấy ông sếp chuyển đi công tác đâu dưới Cà Mau mấy bữa nay á. Chắc chưa nói với bên nhà này nên bà mẹ con chưa biết á. Lâm. Dạ. Con làm gì mà con mắt con máy lia vậy? Dạ. Coi tự con xuống mắt quá, chắc con gì nó vô mắt. Ôi. Con. Dạ, thưa chị, hôm nay mà tôi qua đây tôi gặp chị với anh đây là tôi vui rồi. Dạ. Sẵn có một chút quà quê, trái cây, cây nhà lá vườn, biếu biếu anh chị ăn lấy thảo nha. Trời ơi, chị lên thăm là quý rồi, mang trái cây lên chia cho cực vậy chị. Dạ đâu có gì đâu anh. Với lại sẵn tôi cũng nói là cũng cảm ơn chị. Với anh đây đã cho tôi một đứa con dâu nó giỏi giang như cháu Thu Sương. Và tôi thấy nó đi làm miệt mài, thiệt tôi xót xa quá. Dạ, con Thu Sương nhà tôi á, nó cũng đã quen cách làm việc rồi. Nhưng mà có điều á, chuyện nhà nó còn dở lắm.
Tại vì hồi đó tôi cũng cưng chiều nó quá, cho nên là không có tập cho cháu nó làm. Chị đừng có lo, phụ nữ bây giờ á, nếu mà biết tề gia nội trợ thì tốt, còn nếu không thì không có thành vấn đề. Hơn nữa cháu Sương nó đã giỏi công chuyện xã hội rồi, vậy là tốt lắm. Công việc nhà giờ có tôi ở chung với tụi nó, để tôi lo cho không sao đâu. Với lại mỗi người tay cho nó vui chị ơi. Mình có nghe lầm không vậy kìa? Vậy thôi chị ra sao rửa mặt cho khỏe, rồi sẵn tiện ở lại ăn với tôi bữa cơm luôn nghe. Dạ dạ thôi được rồi chị, tôi xin phép tôi về. Với lại hôm nào đợi cháu Thu Sương nó đi công tác về đó chị, rồi cái tôi với hai cháu nó qua thăm chị nữa nghe. Dạ đúng rồi. Vậy thôi thì chị ha. Dạ dạ thôi tôi xin phép nha chị. Dạ dạ, dạ, dạ. Chào anh. Dạ chị về. Rồi thôi đi về con, đi về đi. Về ha. Dạ. Thu Sương, sao bữa giờ con không nói gì cho mẹ biết hết vậy? Từ từ, để con xử cái vụ này cái đã. Alo, em hả? Anh nghe nè. Anh đang chở má đi ngoài đường đó. Hồi nãy anh có đưa má qua thăm bác Tiến và mẹ đó. Mọi người vui vẻ bình thường lắm, em yên tâm nha. Anh làm cái gì vậy? Tại sao không báo trước với em? Hả? Anh có biết là xém chút nữa là em lòi cái đầu ra rồi không? Cũng may mà em thấy từ xa cho nên em thụt vô kịp đó, chứ nó không là bị phát hiện rồi đó, anh có biết không vậy? Thì anh cũng muốn lắm nhưng anh không có cơ hội đó, vì sắp điện thoại của em bị sao đó. Thôi bây giờ anh chở má đi ngoài đường rồi, không tiện nói chuyện đâu. Ha, vậy nha. Ủa, Thu Sương, sao con nói với mẹ là nhà bên đó đang sửa cho nên con qua đây ở tạm mà? Dạ, thì con nói xạo á. Mà mẹ biết tính con rồi, con đâu có làm dâu được. Nhưng mà mẹ thấy má chồng của con á, đâu có nhắc gì đến cái chuyện mà bắt con làm dâu đâu. Con á nha, làm quan trọng quá mọi chuyện lên rồi đó. Không phải là con quan trọng quá mọi chuyện, mà thiệt ra con cũng không hiểu tại sao hôm nay má chồng con lại thay đổi như vậy nữa. Nhưng mà dù sao con cũng sợ lắm. Tính cách con mạnh mẽ như vậy mà lại sợ những cái chuyện gia đình nhỏ nhoi vậy sao? Bác thì làm sao mà hiểu được. Con á rất là dị ứng với những người phụ nữ cứ suốt ngày nai lưng ra quần quật làm hết tất cả mọi việc ở trong nhà, những cái gì không tên gọi chung lại là nội trợ đó. Đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau tất cả mọi việc chứ, kể cả việc nhà nhỏ nhặt như vậy. Con á chỉ đòi hỏi sự công bằng thôi, có gì là sai đâu. Nhưng mà mẹ thấy Sĩ Lâm nó vẫn chiều con mà. Nhưng mà mẹ chồng con á thì đòi hỏi một người phụ nữ là phải đảm đang, phải biết làm hết tất cả mọi việc từ việc nhỏ nhất ở trong nhà. Con á thì làm sao mà con chịu được. Bác hiểu ý của con rồi, nhưng con cứ về nhà thử coi. Bác thấy á, mẹ chồng con cũng không đến nỗi như vậy đâu. Đúng rồi đó con. Con gái lớn rồi, phải suy nghĩ trưởng thành hơn. Con cứ coi mẹ chồng con giống như là mẹ vậy đó, thì con sẽ cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn trong nếp sinh hoạt. Coi cách nào tốt nhất, chứ con cứ trốn chạy như vậy là không phải hay đâu con. Dạ. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Mẹ, thấy mặt mẹ đỡ như vậy con thấy yên tâm lắm. Con à, bây giờ mẹ về đây mẹ ở với con luôn nha. Dạ. Cậu quen cái Trang Anh lâu chưa vậy? Dạ, cũng lâu rồi thưa bác. Trang Anh thiệt là có phước khi có một người yêu như cậu. Tôi cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tôi có số tiền để chữa bệnh. Dạ, chuyện nhỏ thôi mà bác. Quan trọng là sức khỏe của bác bây giờ đã hồi phục, cái đó mới là tốt. Dạ. Mẹ, con đã dọn dẹp phòng rồi đó. Bây giờ mẹ lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi mẹ. Xong rồi con mời bác với Trang Anh đi ăn nhà hàng luôn. Con đặt xong hết rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì. Trang Anh,
Em định là để mẹ ở chung phòng với em hả? Dạ, em thấy cũng đâu có sao đâu. Với lại nhà em cũng chỉ có một phòng thôi. À, con thấy vậy thưa bác. Hay là bác cái việc ở đây cho thoải mái đi. Còn Trang Anh thì qua biệt thự của con mà ở. Bác thấy sao? Bác thấy được đó. Hai đứa đã thân thiết giúp đỡ nhau đến như vậy rồi thì đâu có coi những mắc cỡ nữa phải không? Dạ. Được không con? Dạ sao cũng được. Má, để con phụ tay nha. Thôi để má làm được rồi. Chuyện này chuyện của đàn bà. Mấy chuyện nhỏ nhặt này á, con làm được mà, má yên tâm đi. Đi công tác về rồi nè. Dạ, con chào má. Ủa, em về rồi hả? Làm anh bất ngờ quá, không nói sớm để anh chuẩn bị tâm lý. Tâm lý gì? Người ta đã nói là bất ngờ rồi mà con. Mà nói trước nha, đợt này về á là để thử nghiệm thôi đó. Nếu mà tình hình không thay đổi á là bye bye luôn á. Biết rồi, yes sir. Ôi lộn, ôi lộn. Chết madam. Về rồi đó hả con? Dạ má, con trời mới đi công tác ơi. Về đi về mà mới có mấy tuần mà ốm nhôm vậy nè. Thôi để má nấu ăn rồi má tẩm bổ cho nha. Dạ, con cảm ơn má. Nhà mình đã ăn cơm gì chưa? Con có mua nhiều đồ ăn lắm nè. Thôi, để đây cho má. Bây giờ con lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chừng nào má nấu xong rồi các má kêu xuống ăn nha. Dạ thôi, con không có mệt. Vậy để con phụ với má nha. Thôi, vậy sao được, con đi làm cực khổ mà. Dạ thôi, má cho con phụ một tay đi. Má mà không cho con phụ á thì con buồn lắm á. Má, con vô phụ với má nha. Đi má, con vô con phụ với má. Thôi được rồi, nếu mà con muốn vậy thì vô phụ với má. Đi, đi vô con. Dạ. Dạ, lên đây con má. Dạ chào bác. Chào con. Chào anh. Rồi mình đi ha. Mẹ. Mẹ ở nhà cẩn thận nha. Có chuyện gì á là mẹ phải gọi điện thoại cho con liền nha. Tony à. Dạ. Bác có chuyện muốn nói với Trang Anh một chút. Dạ được rồi. Vậy anh lên xe chờ em ha. Dạ. Chào bác. Con à, con tính làm sao nghĩ tới chuyện kết hôn đi chứ. Chẳng lẽ hai đứa yêu nhau vậy hoài á, đâu có chắc đâu. Tính cái gì mà tính hả mẹ? Thì người ta muốn cưới thì con mới cưới được chứ. Không phải là người ta không muốn cưới, mà tại vì chưa có động lực nào để cho người ta cưới. Mình phải làm sao thúc đẩy người ta đi chứ. Không, không bao giờ. Con không có muốn thúc ép ai hết á. Mọi chuyện là phải để tự nhiên. Trời ơi, cờ tới tay ai á thì người đó lấy phất. Con nên nhớ là con đang đào được mỏi vàng. Con không tranh thủ á, con kẻ khác và lấy đó. Mẹ à, mẹ sao vậy? Sao suốt ngày mẹ cứ toàn là nói tới chuyện tiền bạc không vậy? Con nói cho mẹ nghe nha, người như Tony hả, lấy về làm chồng nhiều khi còn khổ hơn là làm bồ nữa đó. Sướng khổ gì á, điều đó không quan trọng. Chủ yếu là tài sản của hai đứa sẽ là của chung, hiểu chưa? Tin lời mẹ đi. Thôi, con không nói với mẹ nữa đâu. Con đi đó nha. Thôi con đi. Chà, món nạn dâu làm ngon ghê nha. Wow, công nhận. Giờ anh giỏi thiệt mà mấy lâu nay giấu nghề nha. Em có giấu nghề gì đâu. Tất cả những món này á là má nấu chín đó. Em chỉ đứng phụ thôi à. Vậy là giỏi lắm rồi đó. Thôi, ăn đi con, ăn cho nó nóng. Dạ. Má. Con mời má. Cảm ơn em. Má à, khi nào má có thời gian á, má chỉ thêm cho con mấy món nữa nha.
con muốn nấu thêm nhiều món ăn nữa. Học chi nhiều vậy con, cho nó cực. Lo đi làm đi, chuyện nhà để má lo cho. Có gì đâu mà cực má, biết càng nhiều càng tốt mà. Với lại khi nào má bận công chuyện á thì con có thể tự nấu mấy món này được. Thôi được rồi, thích thì má chiều. Giờ ăn đi nè, ăn đi. Đi một vòng trái đất, cuối cùng thì em cũng quay trở về bên anh thôi. Anh, vậy thì khi nào anh mới cưới em vậy? Chà, bây giờ bận tâm đến chuyện đó rồi hả? Thì anh nói là anh yêu em thật lòng, rồi anh còn giúp đỡ cho em nhiều như vậy. Bây giờ em chỉ muốn được trở thành một người vợ ngoan hiền của anh, để có thể chăm sóc cho anh chu đáo hơn thôi. Có thật vậy không? Dạ. Nếu vậy thì hay quá à. Chắc có lẽ anh phải để ý đến vấn đề này thôi. Chắc là con thuyền này đến lúc phải cập bến rồi. Ồ. Nè, em làm cho anh say rồi đó nha. Say thiệt không? Say rồi. Nếu mà say thì thôi bây giờ đem lên nước cho anh uống nha. Ok, anh cũng đang khát nước nè. Có chưa em? Dạ. Đây em. Mua giùm anh. Dạ. Anh à, em nghĩ là anh cũng không nên cho bạn mượn xe đâu. Bởi vì em coi trên mạng á, em thấy là cho bạn mượn xe xong rồi không có trả thì nó cũng rắc rối phiền phức lắm. Em yên tâm đi, xe của anh thì tuyệt đối không ai được đụng vào. Xe này á, chỉ dành riêng chở nữ hoàng của anh thôi. Được chưa? Trời. Nè má, được chưa má? Rồi, bỏ vô. Hôm nay anh không có việc gì với anh Phương hết hả? Không, anh có hẹn với bên công ty event. Em làm việc vui nha. Chuyện ghé chở đi ăn nhà nhỉ? Dạ. Nhớ mời mẹ thôi luôn. Dạ, sao cũng được. Để có gì một chút xíu nữa em gọi cho mẹ em. Ok, anh đi nha. Dạ. Alo, tôi muốn liên lạc với... Vậy hả? Mà con có hứa với má không?
Làm được như vậy thì má mới về nha. Còn mấy là tao ở trên này luôn á. Bây giờ má bắt đầu má quen ở trên này rồi. Rồi. Má biết rồi. Để má đợi vợ chồng nó về rồi má nói nghe. Thôi nha. Tụi má tụi con mới về. Ủa? Dạ. Hai đứa về rồi đó hả? Dạ. Ngồi đi. Má có chuyện má muốn nói nè. Có chuyện gì vậy má? Anh ngồi đi. Anh con gọi điện. Nó nói là má về dưới. Nhưng má nói để cho tụi con thu xếp. Vậy bây giờ ngày mốt má về nha. Má, sao đột ngột quá vậy má? Con đã bắt đầu quen với sự hiện diện của má rồi. Mà... ý con á là con đã bắt đầu quen hơi má rồi. Mà bây giờ tự nhiên má đi vậy. Nhưng mà anh con á nó gọi điện mấy bữa nay rồi. Má cứ lần lựa mãi. Tại vì má thấy ở với hai vợ chồng con cũng hay hay. Nhưng mà má thú thiệt, ở đâu quen đó, má thì thích ở với quê hơn. Với lại má nhớ mấy đứa nhỏ. Má mà về rồi đó, tụi con có nhớ má thì cứ gọi điện thường xuyên cho má nha. Vậy nghe con. Theo đơn đặt hàng của cô, tôi đã theo dõi hắn ta. Và đây là tất cả những bằng chứng. Cô cần tôi làm thêm gì nữa không? Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh. Về rồi không ngủ đi cho thở dài, chán nản gì em. Tự nhiên á, biết má đi á, em cảm thấy buồn buồn sao á. Đúng, tâm lý em thiên biến dạng quá, không thể nào đoán được hết. Anh tưởng má đi á, thì em cảm thấy thoải mái hơn chứ. Thoải mái đâu mà thoải mái. Ngày trước khác, bây giờ khác. Mỗi lần đi làm về á, em quen có má rồi. Bây giờ á, má đi, tự nhiên cảm thấy buồn quá. Nhà mình có ba người vui muốn chết luôn. Bây giờ còn có mình em với anh à. Nhìn nhau riết thấy chán muốn chết gì. Thì má hợp với quê hơn mà. Má đâu thích thành phố đâu. Thành phố ngột ngạt lắm. Mai mốt có nhớ má thì hai đứa mình về quê thăm má. Còn nếu hai đứa mình buồn quá thì... Thì sao? Thì gia tăng dân số đi. Đông dân số lên sẽ vui lắm. Cái gì gia tăng dân số? Thì em sanh cho anh một em bé. Nhà mình có thêm người thì sẽ vui hơn. Còn khuya à, sanh em bé là chuyện lớn đó. Em chưa có sẵn sàng để có em bé đâu. Mà hả... Em đã nhìn nhiều cái gương trước mắt rồi. Khi vợ có bầu á, thì đàn ông ý như rằng là hả, lăng nhăng đó. Lăng nhăng gì? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta là người ta, anh là anh chứ. Nhà mình có thêm người á, bảo đảm sẽ vui lắm. Em không than phiền nữa đâu. Còn lâu, còn khuya. Khuya gì bây giờ, khuya rồi. Anh đừng biết vậy mà. Trời, em phải cho anh đi. Cảm ơn cô Tắm nhiều nha. Nhờ có em mà nhà cửa của anh tươm tất hẳn lên. Dạ. Hôm nay cắm hoa lài hả? Hoa này có ý nghĩa gì đấy ta? Thôi đi, anh đừng có mà suy đoán lung tung đó nha. À, hoa lài này hả? Có ý nghĩa là tình bạn đang rất đẹp của chúng ta. Em nghĩ nếu như không cùng anh,
chia sẻ những chuyện buồn trong cuộc sống, thì có lẽ bây giờ em cũng đang rất đau khổ và lây hoay, không biết lối thoát nào cho em nữa. Thật, câu đó phải để anh nói mới đúng chứ. Chính em đã giúp anh, mà bây giờ em lại nói là anh giúp em hả? Cũng không hẳn là vậy đâu. Nhìn thấy anh đau khổ, cho nên em mới có việc làm. Em quên đi nỗi buồn trong cuộc sống của em. Vậy cái xui của anh nó đã quá thành cái hên của em rồi. Em nghĩ người xui có lẽ là Trang Anh thì đúng hơn. Thôi, em đừng có nhắc tới tên Trang Anh nữa. Bây giờ anh không muốn nghe tên người đó đâu. Em cứ nhắc Trang Anh hoài, anh nghe anh mệt lắm. À, tại sao em tặng cho anh hoa lài vậy? Thì em nói rồi đó, hoa lài là tượng trưng cho tình bạn đang rất đẹp của chúng ta. Anh không thể nào tin được tất cả những chuyện em làm cho anh trong suốt thời gian qua nó chỉ xuất phát từ tình bạn thôi. Để anh giúp. Để anh. Không sao đâu, vô tình thôi mà. Em chỉ xem anh là bạn thôi.